Rồi, hello mọi người ơi, em Trường ngân hàng xe máy Khánh Phép đây. Hôm nay tiếp tục lên cho mọi người con Jupiter V, hàng mới về luôn nha, màu xanh Tiger, quá đẹp. Đây, bây giờ em đi chi tiết ha. Con này áo thì mới lột keo luôn, nó áo zin thân xe mới lột keo ha. Bởi vậy áo sóng đồ nó liền, đẹp quá. Nó dành căm zin theo xe luôn, gành căm nguyên zin nha, sơn bạc zin. Đó, ốc tán đồ vàng nín luôn. Đó, căm còn vàng ha, căm còn vàng 7 màu luôn. Nhờ xe này nhờ cái được cái bộ áo nó dán keo lột ra ít có chày chỗ ha. Xe này áo sóng liền đẹp. Đó, cái bộ áo zin nó rất là dày luôn anh em. Dày cực kỳ. Mới bây giờ đâu có được cái gì. Đó, ốc tán vàng nín luôn ha. Ốc tán còn vàng nín luôn, 7 màu. Xe này xe dùng ngoài nè. Thường thường mấy xe dùng ngoài nó dành căm nó mới được vàng đẹp vậy. Thường thường mấy dùng ngoài nó có cái khóa này nè. Đó, hay xài những cái khóa này lắm. Đó, anh em nào mà không thích khóa này thì báo em tháo bỏ dùm luôn cho ha. Dành căm zin theo xe. Chân căm rồi còn vàng nín luôn trời. Quá đẹp. Ốc tán nè, ốc đầu luôn nè. Bốn ốc đầu là xanh chành. Cái dòng da ốc đầu nó càng xài lâu nó càng đẹp, nó càng xanh. Xanh xuống màu xanh nhà bên nhìn đẹp lắm. Xe này xúc bắp chưa mở ha, nắp xúc bắp được chưa mở luôn. Nắp xúc bắp trên dưới. Nắp dưới này có dấu mở nè. Không, chắc cũng chưa mở. Này nó bị kiểu như bị đá bị đồ văng vô nè. Bị đá bị đồ nó văng vô đây nè. Đó, anh em nhìn cái cạnh bên đây nè. Cạnh bên đây chưa có dấu mở nè. Mà kệ nó đi, mở không mở gì kệ nó, không có quan trọng, nắp xúc bắp không quan trọng. Nó nhiều khi mình xài lâu năm vài tháng thì cò nó giả, nó giãn, nó giả cò thì mình chỉnh lại. Đó, anh em là chỉnh lại bình thường thôi ha. Thường thường mấy dòng nắp xúc bắp dưới này nó hay bị chai dòng thun á, nó xì nhớt. Người ta mở thay dòng thun. Tức là em độ cái này cũng có mở ra ha, mở ra thay dòng thun thôi chứ không có phải chỉnh cò mọi kia đâu. Tại nắp trên này chưa mở nè. Đó, nắp trên theo em coi chưa mở ha. Đó. Là sơn bạc lóc kia nè. Sơn bạc lóc đồ kia rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp. Ốc tán lóc đồ xanh lè luôn ha. Xuống cái màu xanh nó đẹp lắm. Nhìn cái màu xanh này bên rất là đẹp luôn. Thôi ơi, chống ngang, chống giữa đồ còn nguyên kim nữa chứ. Nguyên si. Sơn chưa nổ. Ốc cốt gấp đồ. Ốc cốt gấp đồ còn vàng khè luôn. Ốc cốt sao rồi còn vàng nín luôn ha. Quá đẹp. Căm nè, căm dành trước sau vàng nín 7 màu luôn anh em ơi. Con này đầy 204 Jupiter V 204 ha. Vàng nín sơn quá đẹp, nhìn quá chắc xe. Con này thì theo em kiểm tra thì nó có lỗi cái dành sau nè. Có dành sau bị lỗi nè. Nó lỗi nó ngay cái chỗ chân dồi á, nó lủng một lỗ nhỏ. Đó, tại vì bên em nếu có bên em làm thì khắc phục thì vẫn bị được thôi. Nó tháo ra đi mình đi hàng vô đá lại một cái. Nó lấy cái nước sơn mà dạng nước sơn cái màu xi này nè, sơn lên cái y chang luôn. Đó, nhưng mà em vẫn để nguyên zin vậy. Đó, không mở rồi đâu ra. Đó, cho anh em mình về tự khắc phục theo ý mình ha. Còn anh em muốn làm thì em làm lại cho, có gì đâu. Không có nhiều tiền nha, mở ra hàng lại 20-30 ngàn bạc, sơn lại cái rồi, ok. Áo sóng liền lạc không bể bọng ha. Ốc cốt nè, ốc cốt đùm, xanh chạnh luôn. Quá đẹp. Cái cabo này nè, cabo có lỗi cái chút xíu nè. Ngay cái chỗ là cái lỗ thoát nước á ha. Lỗ thoát nước này nó bị lủng ở đây nè. Đó, bên em có chấm lại rồi đó. Chấm hàng lại cho anh em rồi đó. Lỗi ở đây thôi ha. Ngoài ra cabo mình còn rất đẹp luôn. Đó, cabo cái nước xi đồ của nó còn rất rất bóng, rất mới ha. Đó, lò xo chống giữa luôn nè, còn vàng nín luôn.
mấy cái bát luôn, bát bô luôn, xanh lè. Xe được cặp lốc hai bên quá đẹp. Đó, có sơn cái combo lại cho anh em mình ha, combo xài lâu ngày nó đỏ đó. Em tháo em chà em sơn lại luôn. Sơn chống cháy. Cái dòng Jupiter B thì cái máy khỏi phải bàn này ha. TV này 10 chiếc với 10 à. Nó không có lỗi đâu, máy của nó đi rất là nhẹ, im ấm hiểm luôn. Đứng từ xa là chỉ thấy cái xe nó rung rung, không nghe tiếng máy nổ ha. Dàn mũ nhựa nhám đồ nguyên zin theo xe hết trơn, đồng hồ nít kia theo xe hết trơn ha, cùm bọng rồi là còn zin hết. Rồi, xe này giá 17.500.000 bao gồm sơ cho anh em nha. Anh em nào thấy kết xe này thì alo em, số điện thoại em là 0961 374 375. Anh em có cần thêm hình ảnh chi tiết cụ thể thì bóc kilo với em nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye.